Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Học Tiếng Trung Như Quỳnh. Ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ đề cập về 9 cách khác nhau để trả lời có cho những câu hỏi có hoặc không. Cách trả lời thứ nhất. Sự. Sự. Sự tơ. Nếu trong câu hỏi có động từ sự, thì câu trả lời nên là sự hoặc là sự tơ. Ví dụ. Chỉnh quân nỉ sự quán. Nữ sư ma. Chỉnh quân nữ sư quán nữ sư ma. Chỉnh quân nữ sư quán nữ sư ma. Có nghĩa là xin hỏi bạn là cô quan phải không? Chỉnh quân là động từ xin hỏi. Nữ là bạn. Sư là động từ thì. Quán nữ sư là cô quan. Ma là từ để hỏi có hoặc không được đặt ở cuối câu. Và nếu như mà phải như vậy thì bạn sẽ trả lời là sư tờ. Sư tờ có nghĩa là đúng. Ví dụ 2. Chữ cửa tung si sư nỉ tờ ma. Chữ cửa tung si sư nỉ tờ ma. Có nghĩa là cái này có phải của bạn không? Chữ cửa tung si là cái này. Sư động từ thì. Nỉ tờ là của bạn. Ma là từ để hỏi có hoặc không đặt ở cuối câu nghi vấn. Nếu đúng là như vậy chúng ta sẽ trả lời là sư tờ. Sư tờ. Sư tờ. Cách thứ hai cũng để diễn đạt cái ý là có đúng như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng bằng các cái động từ chính. Trong những câu hỏi rất đơn giản thì chúng ta chỉ cần sử dụng những từ động từ chính để trả lời. Động từ chính chẳng hạn như là động từ suy nghĩ, cảm giác hoặc là những cái động từ mà chỉ phương thức. Chúng ta hãy xem qua một vài ví dụ nhé. Ní xì khoan cậu ma. Ní xì khoan cậu ma. Có nghĩa là bạn có thích chó không? Nỉ là bạn, xì khoan là động từ thích, cậu là chó, ma là từ để hỏi có hoặc không. Động từ chính trong câu này là động từ xì khoan, có nghĩa là thích. Thì nếu như chúng ta thích, chúng ta chỉ cần trả lời lại cái động từ đó. Xì khoan là người nghe có thể hiểu ý của bạn. Nỉ xì khoan cậu ma, xì khoan. Ví dụ 2. Nỉ dậu hái sư ma. Nỉ dậu hái sư ma. Bạn có con không? Nỉ là bạn. Dẫu là động từ có, hải sự là con, ma là từ để hỏi có hoặc không đặt cuối câu trong câu nghi vấn. Để trả lời câu này, động từ chính của nó là động từ dẫu là có, thì các bạn có thể trả lời như sau. Dẫu, của dẫu san cửa hải sự, dẫu, của dẫu san cửa hải sự, có nghĩa là vâng, tôi có ba đứa con. Dẫu là có, của là tôi, dẫu, động từ có, san cửa, ba đứa, hải sự, con. Ví dụ 3. Nị khuê giáo dụng ma. Nị khuê giáo dụng ma. Bạn có thể bơi không? Nị là bạn. Khuê có thể. Giáo dụng là động từ bơi. Ma có hoặc không. Nị khuê giáo dụng ma. Và để trả lời cho câu hỏi này, nếu bạn biết bơi, bạn sẽ trả lời là khuê. Nị nơ. Có thể. Còn bạn thì sao? Khuê là động từ có thể. Nị nơ. Còn bạn thì sao? Ví dụ 4. Nǐ míng tiān qù xuè xiào ma? Nǐ míng tiān qù xuè xiào ma? Có nghĩa là bạn sẽ đến trường vào ngày mai chứ? Nǐ là bạn, míng tiān là ngày mai, qù là động từ đi, xuè xiào là danh từ trường học, ma là có hoặc không. Động từ chính trong câu này là động từ qù, đi. Vì vậy nếu như bạn sẽ đi, bạn sẽ nói là qù, có nghĩa là tôi sẽ đi. Cách trả lời thứ ba đó là vâng. Tất nhiên rồi, không vấn đề gì. Nếu có ai đó hỏi xin bạn về sự cho phép hoặc là giúp đỡ, thì bạn có thể trả lời với những từ như là có thể, khứ dĩ, tăng ráng, dĩ nhiên rồi, hoặc là mấy quên thí, không có vấn đề gì. Khi chúng ta nói tăng ráng hoặc là mấy quên thí, thì nó có nghĩa là chắc chắn hơn là mình nói khứ dĩ. Mấy quên thí, không có gì. Thường được sử dụng khi ai đó hỏi xin bạn sự giúp đỡ. Ví dụ 1. Wǒ kěi yǐ kàn diàn shì ma? Wǒ kěi yǐ kàn diàn shì ma? Có nghĩa là tôi có thể xem TV không? Wǒ là tôi, kěi yǐ có thể, kàn là động từ xem. Diàn shì là TV, ma có hoặc không? Khi có ai đó hỏi bạn câu này thì nếu như bạn đã đồng ý họ có thể xem thì bạn sẽ nói là kěi yǐ có thể. 我可以看电视吗? 可以. Ví dụ 2. 我可以用一下你的笔吗?
我可以, 用一下你的笔吗? Có nghĩa là tôi có thể sử dụng cái bút của bạn không? 我 là tôi, 可以, có thể, 用一下 là động từ sử dụng. 你的笔, cây bút của bạn, ma, có hoặc không? Nếu đồng ý cho mượn, thì bạn có thể trả lời là 当然你用吧, 当然你用吧, dĩ nhiên rồi, bạn dùng nó đi. 当然, dĩ nhiên rồi, 你用吧, bạn dùng nó đi. Ví dụ 3, 你可以给我讲一下这道题吗? 你可以给我讲一下这道题吗? Có nghĩa là bạn có thể cho tôi biết câu hỏi này không? Và bạn sẽ trả lời là 可以啊, 你哪里不明白? 可以啊, 你哪里不明白? Có nghĩa là vâng, bạn đang thắc mắc về điều gì? Ví dụ 4, 你能帮我买一杯咖啡吗? 你能帮我买一杯咖啡吗? Có nghĩa là bạn có thể mua cho tôi một cốc cà phê được không? Trong đó, 你 là bạn, 能 là có thể, 帮 là động từ giúp đỡ, 我 là tôi, 买 là động từ mua, 一杯咖啡 một cốc cà phê, 吗 là có hoặc không? Trong tình huống này, chúng ta sẽ trả lời là 没问题, có nghĩa là không vấn đề gì. Cách trả lời thứ 4, 考 khảo, có nghĩa là ok. Bạn có thể sử dụng từ hỏi để khẳng định điều mà người đang hỏi. Và theo sau nó, chúng ta có thể sử dụng những cái từ thể hiện phương thức, ví dụ như là hỏi a, hoặc là hỏi tơ, hoặc là hỏi ba. Chỉ khác ở một điểm là nếu như có ai đó hỏi về ý kiến của bạn, thì bạn có thể trả lời là hỏi, có nghĩa là tốt, hoặc là hỏi a. Từ họ nghe rất là mềm mỏng và nhẹ nhàng trong câu trả lời của mình. Ví dụ 1. 我们中午吃披萨怎么样? 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 Có nghĩa là món pizza cho bữa trưa thì như thế nào? Ai đó đang hỏi ý kiến của bạn về bữa trưa là món pizza, thì nếu như nhất trí với ý kiến này, bạn sẽ trả lời là họ. Họ có nghĩa là tuyệt. 我们 là chúng ta, 中午 buổi trưa, 吃 là động từ ăn, pizza có nghĩa là món pizza, 怎么样 như thế nào. Nếu như ai đó đang đặt hàng hoặc là đưa ra một yêu cầu, thì bạn sẽ trả lời câu khẳng định là 好 hoặc là 好的. Và từ 好的 thì nghe nó trang trọng, ví dụ như là 明天开会的时候你做报告. 明天开会的时候你做报告, có nghĩa là vui lòng trình bày báo cáo trong cuộc họp ngày mai. 明天 có nghĩa là ngày mai. 开会的时候, trong một cuộc họp. 你 là bạn, 做 động từ làm. 报告 có nghĩa là báo cáo. Như vậy là sếp của bạn đang ra một cái yêu cầu cho bạn là chuẩn bị một cái báo cáo vào cái cuộc họp vào ngày mai, thì lúc này bạn sẽ trả lời là 好的, có nghĩa là được rồi. Và nếu như ai đó nói điều gì mà trong lòng bạn không có đồng ý, nhưng bạn buộc phải chấp nhận với người ta, thì bạn sẽ nói là họ ba, được rồi, nhưng vẫn thể hiện cái sự thất vọng của bạn. 今天我不去游泳了,我有点不舒服。今天我不去游泳了,我有点不舒服, có nghĩa là hôm nay tôi không đi bơi, tôi cảm thấy hơi mệt. 今天 là hôm nay, 我 là tôi, bú không, trùy là đi, bú trùy không đi, giáo dũng động từ bơi, của là tôi, giáo tiền ơ là có một chút, bù su phù khó chịu. Chúng ta sẽ trả lời là được rồi, hãy quay lại và nghỉ ngơi đi. Hảo ba, na ni khuấy trùy hảo ho xí xì bà. Hảo ba, na ni khuấy trùy hảo ho xí xì bà. Khuấy trùy là động từ quay lại. Hào hào xíu xì bà, có nghĩa là nghỉ ngơi tốt. Cách trả lời số 5. Xỉn, xỉn, xỉn là một câu trả lời rất là tích cực trong vòng nói của người Trung Quốc, mang ý nghĩa đồng ý. Và nếu như bạn đã sẵn sàng làm một việc gì đó, thì bạn sẽ thêm từ A vào cuối câu. Xỉn A, xỉn A. Chúng ta có câu ví dụ. Mấy dấu phê chi biểu lở, của mân chùa hồ trưa truy xỉn ma. Mấy dấu phê chi phèo lở, của mân chùa hồ trưa truy xỉn ma. Không có vé máy bay, chúng ta sẽ đi bằng tàu hỏa chứ. Mấy dấu là không có. Phê chi
票, vé máy bay. 我们, chúng ta, 坐火车, ngồi tàu lửa. 去行吗, đi được không? Nếu đồng ý, chúng ta sẽ trả lời là 行啊, 行啊, không vấn đề gì. Ví dụ, 你看, 这样行不行? 你看, 这样行不行? Có nghĩa là, bạn xem, cái này ok không? 你看, bạn xem này, 这样, cái này, 行不行? Có được không? Người kia sẽ trả lời, 行, 行, có nghĩa là, không vấn đề gì. Cách trả lời thứ 6, 对, 没错, 对, 没错, 对, có nghĩa là, đúng rồi, và 没错, có nghĩa là, chính xác. Khi bạn muốn đồng ý với ý kiến của ai đó, bạn có thể sử dụng hai từ này, 对 và 没错. Ví dụ 1, 你是不是很喜欢吃巧克力? 你是不是很喜欢吃巧克力? Có nghĩa là bạn có thích sô-cô-la không? Trong đó, 你 là bạn, 是不是? Có phải là 很喜欢, rất thích, chứ là động từ ăn, 巧克力. Có nghĩa là sô-cô-la. Và nếu đúng là như vậy, thì bạn có thể trả lời 对, 对, có nghĩa là đúng rồi. Ví dụ 2, 我觉得大卫这次还会是第一名. 我觉得大卫这次还会是第一名. Có nghĩa là tôi nghĩ lần này David sẽ giành giải nhất. Trong đó, 我 là tôi, 觉得, nghĩ, 大卫 là David, 这次 lần này, hải khuẩy sư tỷ ý miễn, có nghĩa là sẽ giành giải nhất. Và nếu như bạn cũng nghĩ như vậy thì bạn sẽ trả lời là Mấy xua, wo ye zhe me jue de. Mấy xua, wo ye zhe me jue de. Có nghĩa là vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Mấy xua là chính xác, wo là tôi, ye có nghĩa là cũng, zhe me jue de, nghĩ như vậy. Cách số 7. Trong cuộc sống thì người Trung Quốc rất chi là sử dụng cái từ để biểu đạt cho việc đồng ý, nhất trí, đồng tình, và nó thể hiện đó là một câu trả lời rất tích cực. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm những cái từ hoặc là ngữ ngữ thể hiện sự tích cực sau cái từ này, và chúng ta sẽ có một vài cái ví dụ. 你写完报告了吗? 你写完报告了吗? Có nghĩa là bạn đã hoàn thành báo cáo chưa? 你 là bạn, 写完 là hoàn thành, 报告 là báo cáo, 了吗, xong chưa? Và chúng ta sẽ trả lời là 写完了, đã hoàn thành. 咱们是明天上午10点的飞机吧? 咱们是明天上午10点的飞机吧? Có nghĩa là chuyến bay chúng tôi lúc 10 giờ sáng mai phải không? 咱们 là chúng tôi, sự là thì, miễn thiên là ngày mai, sang ngủ là buổi sáng, sử tiện là 10 giờ, phê chi là máy bay. Nếu thông tin này là đúng thì chúng ta chỉ cần nói để xác nhận. Cách thứ 8 mà chúng ta sẽ trả lời đó là 我没意见, hoặc là 听你的, 我没意见, 听你的, có nghĩa là tôi không có ý kiến, lắng nghe bạn. Khi thảo luận với ai đó để diễn đạt ý là bạn đồng ý với ý kiến của họ thì bạn có thể sử dụng 我没意见 hoặc là 听你的 để đồng ý, và đây là một câu trả lời rất tích cực. Ví dụ 我们每个人轮流照顾父母一个月, chẳng mơ giang. 我们每个人轮流照顾父母一个月, chẳng mơ giang. Có nghĩa là mỗi chúng ta thay phiên nhau chăm sóc bố mẹ trong một tháng, đồng ý không? 我们每个人, có nghĩa là mỗi người chúng ta, luôn liếu, xoay sở, trào cù, chăm sóc, phụ mũ, cha mẹ, ủy cưa dừa, trong một tháng, chẳng mơ giảng, như thế nào? Trả lời, nếu như bạn đồng ý thì bạn sẽ nói là 我没意见, 我没意见, tôi không có ý kiến. Ví dụ, 我们先去爬山, rắn hầu chỉ chứ ủ phàn, hoàn sàng chỉ càng chia, chẳng mơ giác. 我们先去爬山, rắn hầu chỉ chứ ủ phàn, hoàn sàng chỉ càng chia, chẳng mơ giác.
có nghĩa là trước tiên hãy đi leo núi, sau đó ăn trưa và đi mua sắm vào ban đêm. Đồng ý không? 我们 là chúng tôi, 先 là đầu tiên, 去爬山 có nghĩa là đi leo núi, 然后 sau đó, 去吃午饭 có nghĩa là ăn trưa, 晚上 có nghĩa là buổi tối, 去逛街 đi mua sắm. Chúng ta có thể trả lời là 听你的，我没意见. 听你的，我没意见. Nghe bạn, tôi không có ý kiến. Cách thứ 9 chính là chúng ta sẽ lặp lại một từ nhiều lần. Nó sẽ thể hiện cái sự chắc chắn là có. Ví dụ như là xin xin xin. Nó thể hiện ai đó đang bực mình vì một điều gì. Ví dụ như là khi bạn thật sự rất là muốn xem TV nhưng mà mẹ bạn hay là bà bạn cứ cầu nhào hoài như vậy thì bạn nói là xin xin, ừ thì được rồi, chỉ là xem TV thôi, biết rồi. Thì những cái từ như vậy đó thể hiện là biết rồi mình đồng tình với người kia nhưng mà cũng hơi bực mình một chút. Ngoài từ xin xin ra thì chúng ta còn có một cái cụm từ khác đó là ha hả. Ha hả. Ba từ cũng có nghĩa là ai đó đang bực mình vì một cái điều gì đó. Chẳng hạn như mẹ bạn trước khi mà đi vắng có dặn bạn là con làm cái này, con làm cái kia. Thì bạn nói là ừ thì được rồi, biết rồi. Ha hả. Và chú ý là trong cái ba từ hả hả, nếu như mà bạn kéo dài cái từ đó ra hả 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 thì nó thể hiện là một người lớn đối với một cái người nhỏ tuổi hơn. Hả hả hả, ví dụ như khi người bà của mình có dặn mình một vài điều. Ví dụ như là lúc bé chúng ta rất là thích ăn kẹo thì chúng ta nói là bà ơi con muốn ăn kẹo, thì bà mình mới sẽ nói là hả hả hả, được rồi bà sẽ đi mua cho cháu, ví dụ là như vậy. Vậy là chúng ta đã đi qua 9 cách để thể hiện một cái sự nói có, vâng, đồng ý khi có ai đó hỏi có hoặc không. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn một ngày học vui. Tạm biệt. 再见.